Hello mọi người, không biết có ai nghiện món nghêu hấp xả giống như Ni không nè. Bữa nay Ni làm món nghêu hấp xả, tự dưng Ni nhớ tới một quán ăn ở Sài Gòn. Mà quán đó chuyên bán đồ hải sản á mọi người. Quán đó làm món nghêu hấp xả là gây nghiện luôn á. Mình sẽ ngâm nghêu khoảng 30 phút nha mọi người. Nghêu của Ni ngâm được khoảng hơn 30 phút á mọi người. Bây giờ mình sẽ rửa sạch lại nha. Sau khi rửa nghêu qua nhiều lần với nước sạch thì mình sẽ để cho nó ráo nước nha. Mọi người chuẩn bị khoảng 3 đến 5 khúc xả giống như mình nha. Hôm nay Ni thử dùng thớt gỗ để chặt cho mọi người xem nè. Chặt phát nào là in lằn dao phát đó luôn á mọi người. Đây là một điểm trừ khi dùng thớt gỗ á. Bây giờ mình sẽ cho 300ml nước lọc vào nồi, 1 muỗng cà phê hạt nêm, 1 phần 2 muỗng cà phê bột ngọt và 1 muỗng canh đường. Bây giờ cho xả vào, thêm 3 đến 5 trái ớt và cho một ký nghêu vào nồi. Ni thích dùng ớt xanh để cho giống với cái quán mà Ni nói á mọi người. Còn mọi người không có ớt xanh thì có thể dùng ớt đỏ nha. Sau khi nước sôi mình sẽ cho 5 đến 10 lá chanh vào. Bây giờ Ni sẽ băm tỏi ớt để làm nước chấm. Mọi người có thấy cái thớt gỗ của Ni bị thâm đen không? Ni không có thích điều này chút nào. Ni cho 2 muỗng canh đường, 2 muỗng canh nước mắm, 1 muỗng canh nước lọc, 1 muỗng canh nước tắc. Bây giờ mình chỉ cần khuấy cho đều tay để cho đường tan thôi. Mọi người thấy cách làm nghêu hấp xả có đơn giản không nè? Nghêu này mình mua ở chỗ chợ hải sản á mọi người, 50.000 một ký. Đây là công thức làm nghêu hấp xả của Ni. Còn mọi người có công thức nào ngon hơn thì hãy chỉ cho Ni với nha. Thịt nghêu rất là tươi và ngọt luôn á mọi người. Mọi người có thể gia giảm xả, ớt và lá chanh để phù hợp với khẩu vị của mình nha.